Thưa quý vị, tiếp tục với những cái phần tin quốc tế thì bây giờ chúng ta nói tới cái chuyện là Nga lại bắt đầu ca ngợi tới cái bom lượn draw. Thì tin của Thông tấn xã mới ngày hôm qua hôm kia đây cho được đăng tin rằng là cái công ty sản xuất vũ khí quốc phòng khổng lồ của nhà nước Nga tức là công ty Rostec đã loan báo rằng họ sẽ có thể có khả năng là sẽ sản xuất những cái những cái quả bom lượn mang tên là Drell một cách gọi là đại trà một cách rất là ồ ạt rất là nhiều với số lượng rất là lớn vào cuối năm nay năm 2024 mà thông tin soạn tát lại kèm theo đó thì khoe khoang rằng cái quả bom này nó rất là thông minh đây là một cái quả bom mà nó khiến cho các cái cái phương tiện radar của đối thủ không thể nào mà coi như là phát hiện được nó có thể được được thả từ ngoài xa tới 30 dặm Rồi nó tự động nó lái một mình nó tới mục tiêu Tới mục tiêu thì nó chọn cái thời điểm nó nổ như thế nào để nó có một cái tác hại Gọi là Tối đa nhất Nói như thế nó giống như là một cái quả bom này, một cái quả bom là cực kỳ thông minh, nó có một cái hệ thống AI Hệ thống Gọi là trí thông minh nhân tạo nó điều khiển như vậy và với một cái sự khoe khoang như vậy nó khiến cho các giới quan sát quân sự của thế giới người ta rất là nghi ngại bởi vì người ta biết rằng là Nga thì lúc nào cũng cứ lại cứ huynh hoang tuyên truyền quá đáng đối với những cái gì, gì, của Nga quân đội Nga, vũ khí Nga hay là kinh tế Nga đều có những cái sự thổi phồng như vậy. Đó là cái chuyện mà người ta nhìn thấy qua những cái hỏa tiễn siêu thanh Kinzhao của của người Nga những cái nhà quân sự đó người ta nói rằng thực sự ra những cái quả bom lượn ground này đó nó đã được sản xuất ở bên nga năm 2016 và nó đã được sử dụng ở trên chiến trường ukraine rất là nhiều lần vài tháng ít nhất là vài tháng mới đây có lẽ đây là một cái quả bom mà khi mà thông tấn xã người ta khoe khoang như vậy là một cái quả bom cũ nhưng mà nó được cải thiện để nó có thể là nó có một cái tính năng mà mà họ khoe khoang là là vô địch như vậy đó. Nhưng mà thực tế thì cứ phải chờ xem là cái sự hữu dụng của nó trên chiến trường, ở ngoài thực tế nó ra sao cái đó. Những cái chuyện như vậy nó khiến cho người ta phải nhớ lại nhiều cái chuyện mà mà nước nga đã trải qua chẳng hạn như ông putin ông mới từng khoe khoang rằng cái, cái, những cái hỏa tiễn siêu thanh kim giao của nga đó là những cái hỏa tiễn được gọi là vô địch thiên hạ là bất khả chiến bại không ai có thể đánh chặn được thế nhưng mà thực tế chiến trường ở ukraine cho thấy là quân đội ukraine dùng những cái dàn hỏa tiễn patriot của mỹ đã đánh chặn được nó một cái cách gọi là khá hữu hiệu trong vòng 6 tháng mà họ đã đánh chặn được cho tới giờ trong vòng 6 tháng là 16 cái hỏa tiễn kim rào rồi. Mà hơn nữa mới đây có một cái nỗi lo ngại rất là lớn cho Nga là công binh của Ukraine đó, đã khám phá ra và đã vô hiệu hóa một cái đầu đạn của hỏa tiễn siêu thanh kim rào còn nguyên vẹn. Cái hỏa tiễn này nó bị hệ thống Patriot bắn rơi và cái đầu đạn nó không nổ nó rơi xuống bây giờ là công binh thu được một cái cách rất là nguyên vẹn cái đầu đạn đó thì thưa quý vị với một cái một cái đầu đạn nó còn nguyên si như vậy đó thì kỹ sư của ukraine hay là kỹ sư của đồng minh của mỹ của châu âu tha hồ mà nghiên cứu và người ta biết ngay người ta sẽ khám phá ra những cái kỹ thuật khoa học nó nằm ở trong cái cái hỏa tiễn kim Giao đó thì cái cái việc mà vô hiệu hóa nó trong tương lai là cái chuyện dễ làm cho nên mình thấy có thể nói là cái hỏa tiễn siêu thanh của kim giao của, của ông nga bây giờ là có như gần như là nó đã bị vô hiệu hóa rồi đó thế thì người ta cũng lại nhớ lại cái chuyện khác chính là những cái hệ thống patriot như chúng ta nói lần trước đó trong hai ngày ngày 22 tháng 12 và ngày 24 tháng 12 đó đã bắn rơi một lượt năm cái máy bay phản lực tối tân của của, của Nga, trong đó có bốn chiếc SU-34, một chiếc SU-30, cái nào cũng như là cái giá thành mà sản xuất là 50 triệu đô la chứ không phải ít. Cái chuyện mà bắn rơi những chiếc máy phản lực của Nga bị bắn rơi dữ quá như vậy nó khiến cho phi công của của nước Nga bây giờ rất là ngại khi mà xâm nhập vào vùng trời không vào không phận của Ukraine. Chính vì vậy vào những ngày đầu năm của năm mới này chúng ta thấy đã phi công của Nga đã có bỏ bom lầm hai, hai lần. Một lần là bỏ ngay vào cái lãnh thổ của của Nga gần biên giới Ukraine, một lần vào một cái thành phố thuộc cái vùng Luhan mà nó như là do cái quyền quản trị của của Nga luôn. Thì Bộ Quốc phòng của Anh Quốc nói rằng là những cái phi công mà bỏ bom lầm vào phe ta như vậy đó thì là thứ nhất là thiếu huấn luyện, cái thứ hai là mệt mỏi. Nhưng mà thực sự người ta phải nghĩ tới cái chuyện là nó do cái sự sợ hãi, sự hoảng loạn mà do trước mà đó năm chiếc máy bay bị bắn rơi một loạt trong vòng 2 ngày đó, khiến cho các phi công của Nga giờ rất là lo sợ và rất là rét khi mà đi vào không phận của của Ukraine cho nên có lẽ là vì vậy đó. Họ Mắt nhắm mắt mở cứ thả cho hết bom Cho xong rồi chạy về căn cứ cho nó an toàn Cái điều đó là một cái điều mà chắc chắn là Người ta sẽ phải, phải nghĩ tới Bây giờ thông tấn sữa tát nói rằng là Trong tương lai đó những cái quả bom lượn như vậy đó Không cần gì mà phải vào, vào vào, không phận của Ukraine Cứ cách xa mục tiêu 30 dặm là thả nó xuống là được rồi đó Hình như đó cũng là một cái biện minh cho rằng là nếu mà quốc tế thấy là tương lai mà máy phi phi công phi cơ của Nga không bay vào vùng trời của Ukraine là bởi vì họ không còn nhu cầu đó nữa họ có thể đánh bom từ ngoài xa tới 30 dặm xa cơ chỉ có cái điều cái là không biết đánh xa như vậy thì nó có chính xác như là họ tuyên truyền hay không đây là một cái nỗi lo rất là rất là lớn của những cái cư dân của Nga nhưng mà sống quanh cái, cái, cái biên giới của ukraine